Xin chào quý vị, xin chào các bạn. Một tuần mới đã bắt đầu và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuộc sống 24 giờ ngày 6 tháng 11. Tôi là Hải Hằng. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung nổi bật sẽ có trong cuộc sống 24 giờ buổi sáng ngày hôm nay. Vào đêm qua tại Quảng Nam, lũ tiếp tục lên nhanh, các hộ dân ở Hội An phải hối hả di rời ngay trong đêm. Tính đến sáng nay, bão số 12 đã khiến 39 người chết và 35 người mất tích. Khám phá trung tâm y tế của một huyện 3 trong 1 có đầy đủ chuyên khoa như một bệnh viện. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, nhiều người dân Hà Nội vẫn phải ngày đêm lo sợ vì căn nhà tập thể của mình có thể sập bất cứ lúc nào, trong khi các cơ quan chức năng vẫn mãi tìm kiếm giải pháp khắc phục. Để đảm bảo các tay súng phiến quân không trà trộn vào dòng người trở lại Marawi, nhà chức trách Philippines phải lập các trạm kiểm tra để xác minh lý lịch của người dân. Rạng sáng nay mùng 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng đã xảy ra tại một nhà thờ ở bang Texas của Mỹ, khiến ít nhất là 27 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Theo Reuters, vụ xả súng xảy ra ở tại nhà thờ First Baptist ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ, khoảng 300 km về phía Tây. Cảnh sát được cho là đã bắn chết ngay kẻ xả súng và đám đông. Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng trên trang Twitter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số và cho biết các nhân viên thực thi pháp luật và của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Bump Stop, thiết bị giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng trường hoàn toàn tự động, đã bị liệt vào danh sách hàng cấm được lưu hành tại bang Massachusetts của Mỹ, theo luật kiểm soát súng đạn điều chỉnh vừa được chính quyền bang này ký thông qua. Theo truyền thông địa phương, Massachusetts đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấm bán thiết bị trên. Trước khi có lệnh cấm này, Bump Stop là thiết bị được mua bán hợp pháp trên cả nước Mỹ và nó đã được sử dụng trong vụ xả súng ở Las Vegas hồi tháng 10 vừa qua, khiến 59 người thiệt mạng. Hiệp hội súng đạn quốc gia Mỹ từng khuyến nghị giới chức nước này xem xét việc cấm bán thiết bị Bump Stop sau bị vụ tấn công đẫm máu trên. Phó thống đốc bang Massachusetts, người ký ban hành luật định trên, đã bày tỏ vui mừng khi có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và cơ quan lập pháp bang trong nỗ lực duy trì danh tiếng của Massachusetts là nơi có luật súng đạn an toàn nhất và hiệu quả nhất nước Mỹ. Các công tố viên Bỉ vào rạng sáng nay mùng 6 tháng 11 cho biết là cựu thủ hiến vùng Catalan của Tây Ban Nha Carles Puigdemont cùng với 4 quan chức dưới thời của ông đã ra trình diện trước cảnh sát Bỉ. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của cơ quan công tố Bỉ thông báo toàn bộ 5 người đang bị Tây Ban Nha truy nã đã ra trình diện trước cảnh sát Bỉ và sau đó đã bị bắt giam. Trước đó vào hôm mùng 4 tháng 11, Tây Ban Nha đã công bố lệnh truy nã toàn châu Âu đối với cựu thủ hiến Puigdemont và 4 chính trị gia trên với cáo buộc nổi loạn, kích động nổi loạn, sử dụng quỹ công sai mục đích, không tuân thủ và vi phạm lòng tin liên quan đến các vấn đề đòi độc lập trái phép cho vùng Catalan. Theo quy định của luật pháp Bỉ, các công tố viên sẽ tiến hành các thủ tục để đưa 5 nhân vật trên ra tòa và thẩm phán sẽ có 24 giờ để quyết định các bước đi tiếp theo, từ việc bắt giữ hay là tống giam đến trả tự do kèm điều kiện. Việc kháng cáo có thể diễn ra trong 45 ngày, sau đó đến sáng mùng 6 tháng 11 theo giờ địa phương, thẩm phán sẽ phải đưa ra quyết định về trường hợp của 5 người này. Vào rạng sáng nay ngày 6 tháng 11, hàng nghìn người dân ở nhiều địa điểm tại thủ đô Moscow của Nga đã phải di chuyển đến nơi an toàn do có cảnh báo về nguy cơ nổ bom. Truyền thông địa phương đưa tin, hàng nghìn người dân Nga đã phải ra khỏi nhà hát Bolshoi, khách sạn Metropole, trung tâm thương mại GUM trên quảng trường đỏ và nhiều địa điểm công cộng khác ở Moscow sau khi có một số cuộc gọi cảnh báo có bom tại những khu vực này. Hãng tin RIA dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết khoảng 5.000 người đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn Metropole và trung tâm thương mại GUM sau khi nhận được cảnh báo. Cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa những khu vực nói trên. Trong 2 tháng qua, liên tiếp xảy ra việc có các cuộc điện thoại đe dọa nguy cơ nổ bom tại các địa điểm tập trung đông người ở các thành phố lớn của Nga như Moscow, Selkha, Rostov, Volgograd và Astrakhan. Tuy nhiên, cho đến nay thì lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ thiết bị gây nổ nào thông tin từ các cuộc gọi này.
Đêm qua, phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam tiếp tục ngập nặng khi mà nước sông Hoài dâng cao. Thậm chí là chính quyền thành phố đã phải đưa ra mức báo động khẩn cấp khi nước lũ có thể vượt ngưỡng lịch sử năm 1999 để sơ tán toàn bộ các hộ dân ở vùng ngập sâu, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Ngay khi thông tin cảnh báo khẩn cấp của chính quyền thành phố Hội An phát ra, tình hình tại trung tâm phố cổ trở nên khá hỗn loạn. Nước sông Hoài đã lên 2,7 mét và tiếp tục lên do chiều cường cùng với nước từ thượng nguồn đổ về, có thể vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Các tuyến đường chính nằm dọc bờ sông đều bị ngập từ 30 cm đến hơn 1 mét. Trong đêm tối, nhiều người đã không thể trở về nhà. Nó so theo mưa thì không bằng mấy năm trước. Mấy năm trước thì mưa như này, đường thành phố này mấy năm trước là bơi ra được hết mà. Đường thành phố này mấy năm trước mà nên lục lũ lớn là đường này phải là mét mái này. Mấy hơn đấy, mấy qua nước này, biết là năm 2009, còn năm 99 thì lớn nữa, năm 99 là gần bằng cái năm Thìn kia này. Gần đến tột đỉnh của 99 rồi, tức là nó cao, lên mực nước lên cả nửa mét nữa là coi như là cao hơn năm 99 rồi đấy. Cái việc đi lại của dân đây khó khăn, nguy hiểm như nào? Tức là khó khăn, rất là khó khăn, nguy hiểm, không an toàn, nói chung là bơi đây là bọn anh bơi là phải có cần ô phao. Nhiều du khách đến với phố cổ đã không có cơ hội khám phá vẻ đẹp phố Hội mà phải tìm cách di chuyển khỏi vùng ngập nước. Năm nào Hội An cũng ngập úng, nhưng riêng năm nay lũ lên rất nhanh khiến người dân hết sức lo lắng. Đoạn đường hai bên chùa cầu nổi tiếng ngập nặng. Ai cũng hối hả thu dọn tài sản lên cao. Lo chứ, lo thì vì có một số đồ người ta sẽ kê không kịp. Mà nếu kê không kịp thì mình ngập sẽ hư hại, tổn thất về coi như là tài sản nhiều hơn. Còn con người thì nói chung là sống với lũ cũng quen rồi, thì cái chuyện nước lớn lên thì người ta cũng biết cách để lo. Trong đêm qua thì chính quyền thành phố Hội An liên tục phát đi những cảnh báo khẩn cấp về mức độ nguy hiểm của đợt lũ này khi nó có thể tương đương với đợt lũ lịch sử năm 1999. Tuy nhiên, bỏ qua những lời cảnh báo này thì vẫn có những hộ dân và du khách đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, mất điện nên rất là nguy hiểm. Trước diễn biến xấu của thời tiết và nhiều người dân vẫn còn ở trong tình cảnh nguy hiểm, lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã phải gõ cửa từng nhà để tiến hành sơ tán. Các điểm ngập sâu đều bố trí người canh gác, túc trực, cảnh báo người và phương tiện. Hoạt động đón đưa du khách bằng thuyền cũng phải tạm hoãn. Gần như một nửa khu phố đã bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Thì hiện nay là chúng tôi đã tăng cường trực 100%. Và có một số cái tổ cơ động đi bằng thuyền để thực hiện cái việc là thông tin tuyên truyền bằng loa tay để người dân biết. Và đồng thời thì chúng tôi thực hiện cái việc là vận động và di dời người dân tại một số vùng thấp lụt. Cái điều cũng rất đáng quý là một số hộ dân do cái ý thức về vấn đề nguy hiểm cho nên người dân cũng đã chủ động xây dựng các cái phương án phòng tránh cho mình. Và đến hiện nay thì các lực lượng đã được đảm bảo để xử lý các tình huống phát sinh. Sau nhiều năm không có lũ, phố cổ Hội An một lần nữa lại chìm trong biển nước. Trong đêm tối, những ánh đèn le lói vẫn cố bước ra khỏi vùng ngập sâu. Và họ phải ăn vội miếng cơm trên thuyền để đủ sức trắng đêm canh lũ. Mưa lớn đã làm ngập hàng trăm nhà dân ở huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước không thể đi lại. Nước lũ cũng đã gây vỡ đê sông Trà Câu, làm ngập nhiều nhà dân. Trong khi đó, thì mưa lớn kéo dài cùng với việc các nhà máy thủy điện liên tục xả, khiến vùng rốn lũ Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam bị cô lập. Mực nước các sông tại Quảng Nam dâng cao, dự kiến chạm mức báo lũ lịch sử năm 2009, buộc tỉnh Quảng Nam phải ra công điện khẩn ứng phó mưa lũ. Vào chiều tối ngày 5 tháng 11, nước lũ dâng cao gây vỡ đê sông Trà Câu, đoạn qua địa bàn xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, với chiều dài khoảng 30 mét. Do nước lũ quá lớn đã gây ngập hàng chục nhà dân, có hộ bị ngập sâu hơn 1 mét khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, chính quyền xã đã cử lực lượng dân quân và thanh niên xung kích di dời 14 hộ dân với 24 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu trong nước đến nơi an toàn. Nước chảy xiết, lũ sông Trà Câu dâng cao tràn bờ đê cũng đã gây ngập hàng trăm ngôi nhà ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ. Nhiều căn nhà nước ngập sâu hơn 1,5 mét. Hiện mức nước sông Trà Câu tiếp tục dâng cao. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Phổ và chính quyền các xã thị trấn đang tổ chức trực ban thường xuyên và cử lực lượng giúp người dân bị cô lập trong lũ, di dời những hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
Trong khi đó, 23 giờ đêm ngày 5 tháng 11, địa bàn huyện Đại Lộc, Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn. Khu vực trung tâm huyện ngập trong nước lũ, các tuyến đường đi qua thị trấn Ái Nghĩa, trung tâm hành chính huyện, mực nước gần 1 mét. Khuôn viên trung tâm hành chính huyện Đại Lộc ngập sâu. Và trong ngày 5 tháng 11, thì mực nước ở sông Vu Gia luôn ở mức báo động 3. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì đã có 15.500 ngôi nhà bị trên địa bàn huyện bị ngập nước. Trong đó, trụ sở các xã như là Đại Phong, Đại Hồng cũng bị nước tràn vào ngập hơn 70cm. Dự báo trong 12 giờ tới, nước trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu 0,5m, trên báo động 3 là 1m. Tại Hội An 3,3m, trên báo động 3 là 1,3m, tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2007. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu vừa có công điện khẩn gửi các địa phương và ngành chức năng khẩn trương triển khai ứng phó với tình hình mưa lũ. Ngày mai thì toàn bộ học sinh và sinh viên tại Quảng Nam được nghỉ học. Đêm qua, một số khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên vẫn có mưa vừa, mưa to và rất to. Hiện nay thì mực nước sông tại Quảng Nam, Bình Định vẫn đang tiếp tục lên. Riêng tại sông Vu Gia, Thu Bồn dự báo sẽ đạt đỉnh. Tại Hội An lên mức là 3,3 trên 1,3m, tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2007. Tình trạng mưa lũ không chỉ gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, mà còn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cụ thể thì lũ hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn sẽ đạt đỉnh tại Câu Lâu lên mức 5,2m trên báo động 3 1,2m, tại Hội An lên mức 3,3m trên 1,3m, tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2007 sau xuống chậm. Trong 12 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Côn tiếp tục lên, các sông khác từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục xuống. Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng được cảnh báo ở các vùng trũng thấp từ Quảng Trị đến Bình Định. Trong đó có các địa phương sau: tại Thừa Thiên Huế, các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, thành phố Huế; tại Quảng Nam, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Hội An, thành phố Tam Kỳ; tại tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị trấn Châu Ổ, thành phố Quảng Ngãi; tại Bình Định, Vân Canh, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn; tại Kon Tum, Đắk Lây, Kon Plong, Tumorong. Trong thời gian tới, từ Nghệ An trở vào Bình Định, các khu vực Bắc Tây Nguyên được dự báo sẽ còn có mưa to đến hết ngày 7 tháng 11. Tình trạng ngập úng diện rộng vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Trước tình hình mực nước dâng cao tại các sông, các hồ thủy lợi, thủy điện, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống trong các khu vực hạ du, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho 55 hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ để sẵn sàng xử lý các nguy cơ mất an toàn công trình có thể xảy ra. Theo thông tin từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên quản lý và khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cho biết, hiện nay, đơn vị này đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho 55 hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ để giảm thiểu những tác động của thiên tai đối với vùng hạ du, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi xảy ra các nguy cơ mất an toàn tại công trình. Theo dự báo, trong những ngày đến lưu lượng mưa vẫn còn rất là lớn. Do vậy, phía công ty cũng đã chuẩn bị cả cái phương án, thực hiện cái triển khai cái phương án phòng chống lụt bão đã được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt và các ủy ban các huyện phê duyệt tất cả các hồ chứa nước. Thứ hai là chuẩn bị cái lực lượng trực và ứng cứu tại công trình. Thứ ba là cái vật tư và các cái phương tiện khác thì phía công ty cũng chuẩn bị đầy đủ. Và thứ tư là thường xuyên tuần tra trên cái tuyến đập chính nhằm sớm phát hiện các cái dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời, ngăn ngừa các cái sự cố có thể gây vỡ đập có thể xảy ra. Hiện mưa lớn đã khiến hơn 1 tỷ khối nước từ thượng nguồn đổ về các công trình thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tà Trạch. Hơn 50% tổng lượng mưa đổ về đã được giữ lại các thủy điện và hồ chứa. Thủy điện A Lưới lưu lượng nước về hạ du là 1.794 mét khối trên giây. Hiện nay, tất cả các hoạt động điều tiết nước của các hồ thủy lợi, thủy điện chịu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương theo quy định của chính phủ. Thì ban chỉ huy đã chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện là triển khai các phương án để đối phó. Trong đó là đối với các hồ chứa thủy lợi thì Sở Nông nghiệp và thủy lợi cùng là chủ đập công ty thủy nông cùng cả địa phương để mà triển khai kiểm tra đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa của địa phương. Còn đối với các hồ chứa thủy điện thì chỉ đạo các hồ chứa là theo vận hành theo quy trình vận hành liên hồ được phê duyệt, cũng như trước khi vận hành thì ban đã bắt lệnh để mà đảm bảo điều tiết an toàn cho công trình cũng như an toàn hạ du. Quá trình điều tiết thì đảm bảo về lưu lượng điều tiết về hạ du là luôn luôn nhỏ hơn lưu lượng của hồ.
để mà giảm các lũ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày tới, tại Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Do đó, các đơn vị chủ quản các công trình hồ đập cần tích cực chủ động hơn trong các phương án phòng chống thiên tai, nghiêm túc chấp hành các quy định của chính phủ, của tỉnh để đảm bảo an toàn vận hành hồ đập, tham gia tích cực vào quá trình giảm lũ cho vùng hạ du, đồng thời không gây lũ đột ngột, bất thường đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ven sông ở dưới hạ du các hồ chứa là điều cấp thiết nhất. Tối qua tại tỉnh miền núi Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất khiến nhiều người bị vùi lấp. Và tính đến sáng nay, theo tổng hợp thiệt hại từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các địa phương, thì bão số 12 đã khiến 39 người chết và 35 người mất tích. Hiện Khánh Hòa là địa phương có nhiều người chết nhất, lên tới 27 người. Cụ thể là tính đến sáng nay, tỉnh Khánh Hòa đã có 27 người chết, 5 người mất tích. Tỉnh Quảng Nam có 2 người chết và 4 người mất tích. Tỉnh Quảng Ngãi 3 người chết. Tỉnh Bình Định 2 người, Lâm Đồng 3 người, Đắk Lắk là 1 người. Số người mất tích là 35 người, trong đó 29 người do sự cố vận tải. 4 người tại Bình Định, 1 người tại Phú Yên, 4 người tại Quảng Nam, 2 người tại Thừa Thiên Huế và 1 người tại Quảng Ngãi. Bão số 12 cũng là 1.015 căn nhà sập đổ hoàn toàn. Trong đó Khánh Hòa là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi có tới 691 nhà bị đổ sập, 43.000 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng. Trong đó Khánh Hòa có hơn 29.000 căn, Phú Yên là hơn 12.000 căn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão khiến nhiều tỉnh Nam Trung Bộ có mưa lớn, khiến hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập nặng, gần 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị cuốn trôi. Tại tỉnh Phú Yên, sóng biển đã êm sau cơn bão số 12 và những người nuôi tôm hùm sông Cầu lại tất bật ra biển để tìm kiếm lồng tôm bị sóng biển đánh vỡ trôi giạt. Chưa bao giờ người nuôi tôm sông Cầu chịu thiệt hại nặng nề như sau cơn bão vừa qua. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại vùng nuôi tôm hùm trọng điểm Vịnh Ho thuộc xã Xuân Thịnh. Vịnh Hòa sau cơn bão, cả lăng biển như một bãi chiến trường. Những lồng tôm bị sóng đánh méo mó. Những người nuôi tôm giảm ruộng nước mắt vì mất của. Hàng trăm ngàn con tôm hùm ở vùng nuôi trọng điểm này bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Hai vợ chồng bỏ cũng được 2.500 con. Rồi còn con nữa, con ta anh gái rồi gì nó cũng đi hết đầu xéo nhà kiếm một cái lòng này họ tội tôi. Nó đâu kiếm được còn hai lòng bè lòng ấy kiếm không có hết. Cũng bè mẹ con cũng 20.000 mà không còn bây giờ không có được một con tôm nè hết nữa mà con do nhà nước cứ béo mà nuôi ảnh hưởng đi vô nó kia không mà cứ chủ quan mà dạy chứ theo mà béo nghe gì tôm lớn đồ cũng giải quyết được đỡ khổ ấy. Nhà nuôi ít thì 10 lồng. Nhiều cả trăm lồng, mỗi gia đình thiệt hại từ 2.000 đến cả 100.000 con tôm hùm. Với ông Nguyễn Thái Hoàng và ông Bùi Văn Bất là những người nuôi tôm hùm thiệt hại nặng nhất với mức thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng trên một hộ. Em chưa thấy cái bão nào mà như thế này. Nó làm vé lâu mà nó vé lớn, bão rất là nặng. Hai mấy cái lồng là không tìm được một cái nào, tìm được một cái là nó rách hết, không còn con nào. Tàn phá của cái bão này là không có thể chịu đựng nổi, cho nên có thể là quý thiệt hại của bà con là ở thôn Quỳnh Hồ thì họ hết là 100%. Nhưng hiện đại gia đình tôi là bây giờ là chắc bị vào cảnh là tính tay rồi ạ. Theo chính quyền địa phương và người dân, khu vực Vịnh Hòa mật độ lồng nuôi tôm hùm rất dày, chủ yếu nuôi theo phương pháp ghim xuống đáy đầm. Trước khi bão vào, người dân nơi đây đã neo tràng lồng cẩn thận, nhưng đành bất lực trước cơn bão. Thì đơn vị đã tổ chức lực lượng, phương tiện đi xuống địa bàn cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ kéo những cái phương tiện bị chìm và phối hợp với địa phương đưa các lồng bè trôi dạt ở khu vực bờ biển vào để khắc phục hậu quả cho bà con. Nhưng mà riêng về các lồng bè tôm của bà con ở thôn Vịnh Hòa, Xuân Thịnh thì thiệt hại khá lớn nhưng mà chưa có đầy đủ số liệu để thống kê. Bão qua, những lồng tôm hùm còn lại trên biển bị sóng đánh, bà con đang tìm kiếm nhận dạng lồng tôm của mình, đưa vào bờ để tìm kiếm những con tôm còn sống sót lại. Nhưng với những thiệt hại do cơn bão số 12, cái người dân còn lại lúc này là nợ nần, đầu tư nuôi tôm và chuỗi ngày sắp tới chưa biết cách nào để khôi phục sản xuất.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai thí điểm làm thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt ở tại huyện Thanh Trì. Theo đó thì trên thẻ sẽ có đầy đủ thông tin về chứng minh thư nhân dân, số điện thoại của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc người thân khi cần liên hệ, địa chỉ email nếu có, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú. Đến tháng 10 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phát hành và thực hiện chi trả qua thẻ cho 15.964 thẻ trên tổng số 16.022 người hưởng. Việc chi trả được thực hiện tại 41 điểm từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng tại các điểm chi trả. Sau thời gian trên, Bưu điện huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục chi trả tại trụ sở Bưu điện huyện. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đa số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thanh Trì đều phối hợp tốt, tuy nhiên vẫn có một số người phản ứng cho rằng sử dụng phiếu lĩnh lương hưu thuận tiện hơn. Bên cạnh đó thì một số người không đồng ý cung cấp thông tin, một số người hưởng đã nhận thẻ chi trả xong chưa trả, chưa hiểu được tác dụng và mục đích sử dụng của thẻ chi trả. Thưa quý vị, nếu như trước đây luôn trong tình trạng quá tải, không có đủ điều kiện cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực để phát triển những kỹ thuật cao phục vụ cho người dân. Tuy nhiên sau 3 năm thì bệnh viện cùng hai trung tâm y tế dự phòng và an toàn vệ sinh thực phẩm được hợp nhất thành trung tâm y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu lại những kết quả rất tích cực. 6 năm, mỗi tuần người đàn ông 32 tuổi này đều đặn phải 3 lần đi 20 km lên tận tuyến tỉnh để chạy thận. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2017 này, quãng đường tới cơ sở y tế để chạy thận của anh Đệ, cũng như 30 bệnh nhân khác đã giảm đi 5 lần khi Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc lần đầu tiên triển khai 10 máy chạy thận nhân tạo. Được chạy thận ngay tại địa phương, đây là điều chưa từng nghĩ tới. Trước thì tôi chạy thận ở trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nay nhờ có Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc thì có khoa thận nhân tạo thì chúng tôi trở về đây để chạy thận thì cũng giảm được chi phí đi lại tốn kém và ở đây các đội ngũ bác sĩ cũng tận tình chăm sóc cho chúng tôi. Nhân phản hồi là đã không ngờ là ở ngay tại tuyến huyện có máy hệ thống chạy thận, không bao giờ nghĩ đến được cái ngay tại cơ sở và ngay gần nhà mình. Ôi, thế chuyện thận này nên rất tiện lợi cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân cũng xin quay về để mà chạy đăng ký ngay từ đầu để được chạy ngay tại đây. Vì khi được chạy đây thì mặc dù đa phần các bệnh nhân đều là được bảo hiểm chi trả 100%, đa phần. Nhưng mà cái gánh nặng về chi phí vận chuyển, phải người đưa đi cũng rất là tốn kém cho bệnh nhân. Hai lần thực hiện phẫu thuật thoát vị bệnh, ban đầu người đàn ông 67 tuổi này cũng không tin bệnh viện tuyến huyện có thể mổ được. Tuy nhiên sau khi nghe bác sĩ tại trung tâm khẳng định thực hiện được kỹ thuật, ông Hường đã quyết định mổ gần nhà. Lần một mổ xong thấy kết quả tốt, lần này ông lại quyết định mổ tiếp tại đây, chứ không phải đi đâu xa. 2015 cũng bị một bên thoát vị bệnh, thế đầu tiên vào đây thì cũng không tin tưởng ở bệnh viện ở đây là mổ được. Vì khám thì bác sĩ Phương bảo là bác là nên phải mổ ở đây. Thế tôi có hỏi là bác sĩ ở bệnh viện Yên Lạc mình có mổ được hay không? Và mổ được, mổ thì thấy an toàn và không có ảnh hưởng gì. 3 năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã chuyển 2 khoa lâm sàng sang bên khối dự phòng. Bởi vì bên khối dự phòng thì cái cơ sở hạ tầng là còn đang rộng rãi. Vì thế chúng tôi có điều kiện là triển khai được các dịch vụ mới, các mặt công tác của khối dự phòng cũng đảm bảo hoạt động tốt và không có dịch lớn xảy ra, không có vụ ngộ độc lớn nào xảy ra trong 3 năm vừa qua. Những năm trước, Bệnh viện Đa khoa huyện tại đây gần như yếu và thiếu cả nhân lực lẫn vật lực. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã khác. Những kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về ngoại khoa, sản phụ khoa mỗi năm lại được ứng dụng phục vụ người dân. Và kết quả tốt nhất thu được chính là 85% bệnh nhân tại Yên Lạc hài lòng với dịch vụ khám và chữa bệnh sau khi thực hiện chuyển đổi theo mô hình mới. Và chiều qua chiều ngày 5 tháng 11 thì cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018 đã chính thức công bố. Và đây được cho là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp thể chất, tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam trên toàn cầu, gắn với vẻ đẹp thiên nhiên của biển đảo quê hương.
Và đây cũng được coi là sự kiện quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam đến với các du khách trên toàn thế giới. Đồng hành của Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018 có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2017 Phạm Thùy Trang, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My sẽ là một trong những thành viên của ban giám khảo. Cái điều mà đang rất là hot trên toàn cầu hiện nay đó là về môi trường. Cái điều đó là một trong cái điều mà tôi muốn dùng vẻ đẹp của phụ nữ Việt để có thể nói rằng thể hiện mạnh nữa. Một trong những yếu tố tôi cho rằng là rất là quan trọng để đi được một đường dài đó là tố chất. Cái tố chất là để tạo ra một con đường rất là dài cho một người thí sinh có thể đeo vương miện hoa hậu. Tố chất ấy nó sẽ thể hiện vào bản lĩnh, vào những cái sự mà đối nhân xử thế. Bởi vì con người, người ta đã có một cái câu rất là hay đó là chúng ta học nhưng mà chúng ta đi đôi với hành như thế nào. Và chúng ta được trải nghiệm trong cuộc sống và cái đối nhân xử thế khi chúng ta ra cuộc đời có thành công hay không thì nó nằm rất nhiều ở tố chất của mỗi một con người. Ban tổ chức chúng tôi muốn tìm ra những người đẹp để đại diện cho Việt Nam là bước vô cái đấu trường sắc của thế giới và muốn tôn vinh những cái hình ảnh và quảng bá được cái du lịch của Việt Nam càng mạnh hơn. Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ dự thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2018. Vòng sơ khảo diễn ra ở 4 quốc gia: Việt Nam, Ba Lan, Mỹ, Úc. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 năm 2018. Vòng chung kết là ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Nằm trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức còn có nhiều hoạt động xã hội từ thiện theo đúng tiêu chí của cuộc thi thân thiện hòa hợp với thiên nhiên môi trường. Vào ngày 30 tháng 11 tới đây, live show Nu Phước Thịnh in Hà Nội sẽ được tổ chức tại Sân Vận động Đại học Hà Nội. Đây là chương trình kỷ niệm chặng đường 9 năm ca hát của Nu Phước Thịnh và cũng là dành tặng các khán giả Hà Nội đã ủng hộ anh suốt những năm qua. Chương trình sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cửa. Live show Nu Phước Thịnh in Hà Nội sẽ là một dấu ấn âm nhạc mà Nu Phước Thịnh muốn thực hiện trong năm 2017. Sẽ có hơn 30 ca khúc được thể hiện trong chương trình và kéo dài trong 3 tiếng. Âm nhạc sẽ được phân chia theo những mảng màu khác nhau, được biên tập bởi chính Nu và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Live show Nu Phước Thịnh in Hà Nội sẽ mang đến cho khán giả những bức tranh âm nhạc vô cùng đa dạng với pop ballad sở trường, EDM hiện đại và những ca khúc được cover lần đầu tiên trên sân khấu Sân Vận động có sức chứa đến 20.000 khán giả. Lần đầu tiên, ca khúc hit mới nhất của Nu, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, sẽ được dàn dựng mới lạ và độc đáo theo một phong cách hoàn toàn khác. Không chỉ có EDM, acoustic, Nu Phước Thịnh còn mang cả pop rock trong live show này. Đây sẽ là phần trình diễn thật thú vị và gây bất ngờ cho khán giả. Live show Nu Phước Thịnh in Hà Nội là đêm nhạc có quy mô lớn nhất của Nu Phước Thịnh từng được tổ chức tại Hà Nội. Việc anh phát hành vé hoàn toàn miễn phí cũng chính là sự tri ân cảm ơn khán giả miền Bắc, đặc biệt là khán giả Hà Nội. Chuyên mục điểm báo sẽ được bắt đầu bằng một bài viết đáng chú ý trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nạn cò đất đang gây nhiễu loạn thị trường. Bài viết này cho hay, có thể thấy là theo tìm hiểu của phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đang có rất nhiều cò đất sàn giao dịch địa ốc thiếu chuyên nghiệp làm nhiễu loạn thị trường, gây sốt ảo về giá nhà, giá đất. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi trường Giới Bất Động Sản Việt Nam cũng thừa nhận những vụ việc đang làm xấu hình ảnh của những người môi giới chân chính. Họ là những người đã và đang đóng góp rất nhiều vào sự phục hồi và phát triển của thị trường địa ốc trong 2 năm trở lại đây. Cũng theo ông Đính, dù luật quy định rất rõ ràng và đầy đủ về trách nhiệm của người hành nghề môi giới, sàn giao dịch, việc đăng ký hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề ra sao, nhưng việc thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với các sàn bất động sản hiện nay còn nhiều buông lỏng. Để tránh những rủi ro cho khách hàng cũng như nâng cao uy tín của các nhà môi giới địa ốc, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng các cơ quan chức năng Việt Nam hiện nay cần kiểm soát chặt chẽ hơn để các sàn giao dịch người môi giới đi vào hoạt động nghiêm túc và bài bản. Trên trang 11 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Facebook Google rút thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mà Google, Facebook rời Việt Nam thì thiệt hại là không thể đo đếm được, nhất là trong bối cảnh người dùng Việt Nam không có sự lựa chọn tương ứng. Thật ra cho đến nay thì cả Facebook và Google đều chưa tuyên bố gì về việc liệu họ có thể rút khỏi Việt Nam hay không.
Bởi lẽ những quy định của pháp luật về vấn đề đặt máy chủ, cơ quan đại diện tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông vẫn chưa có hiệu lực. Tuy nhiên, tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, nếu những quy định trong dự luật an ninh mạng thành hiện thực và Facebook, Google rút khỏi Việt Nam thì không có lợi cho sự phát triển, nhất là đối với những lĩnh vực liên quan đến Internet, viễn thông như thương mại, điện tử hay kinh tế nói chung. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng bày tỏ lo lắng và nhận định nếu được thông qua với những điều khoản không phù hợp thì luật an ninh mạng sẽ tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, kể cả đầu tư nước ngoài trong thập niên cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và bùng nổ kết nối. Tiếp tục bàn luận về những ảnh hưởng của dự thảo luật an ninh mạng mới, trên báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết Lo hàng loạt ứng dụng lâm nguy. Bài viết này cho biết, không chỉ Facebook, Google mà nhiều chuyên gia lo hàng loạt ứng dụng khác có thể bị đóng cửa tại Việt Nam nếu như các quy định trong dự thảo luật an ninh mạng được thông qua. Có thể dễ dàng kể ra một loạt các ứng dụng đang được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam sẽ phải tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của dự thảo an ninh mạng như WhatsApp, Viber, YouTube, Gmail, Skype và rất nhiều ứng dụng dịch vụ theo các chuyên ngành khác như Agoda Booking của du lịch hay là Trello Slack lập kế hoạch công việc. Đại diện một doanh nghiệp startup ở Thành phố Hồ Chí Minh góp ý thêm rằng những quy định như yêu cầu đặt máy chủ trong dự thảo luật an ninh mạng sẽ rất khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp startup ở nước ngoài không dám khởi nghiệp tại Việt Nam. Và nó không chỉ là vấn đề về tài chính mà sâu xa hơn là sự đối mặt với những rắc rối của một môi trường vốn đang kêu gọi hỗ trợ phong trào khởi nghiệp rất mạnh mẽ. Điều đó cũng sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng không tốt đến một bộ phận doanh nghiệp nhỏ hay startup trong nước vốn rất cần sự hợp tác học hỏi từ các đối tác quốc tế để phát triển. Gạo nhập mở rộng thị phần nhan đề bài viết đăng tải trên trang 7 của báo Tuổi Trẻ. Gạo Việt đang có nguy cơ mất dần thị phần, vị thế độc tôn ngay trên chính sân nhà, trước tiên là ở các kênh phân phối hiện đại. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu lập kênh phân phối gạo ngoại. Trong khi đó, để có nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho việc sản xuất hàng xuất khẩu, nhiều nhà máy trong nước cũng phải nhập khẩu gạo của Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh để chế biến. Ông Phạm Hoàng Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Lâm An Giang cho biết, Việt Nam có nhiều loại gạo ngon, nhưng do quá trình thâm canh mà các giống này gần như mai một. Lúa gạo Việt Nam chủ yếu là giống lai với thời gian trồng chỉ 100 ngày. Chưa kể một bộ phận người dân sử dụng phân thuốc hóa học nhiều, nên gạo Việt Nam ngày càng bị đánh giá kém về chất lượng và hương vị. Ngay cả các doanh nghiệp chế biến cũng vẫn có xu hướng quay lưng với gạo Việt. Nếu như gạo ngoại đã len lỏi vào từng bữa ăn, thì những công ty sản xuất sản phẩm từ gạo phải sang tận Ấn Độ, Pakistan tìm mua gạo để đảm bảo chất lượng. Thông tin bỏ quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu hoặc là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và không cần chứng minh nhân dân đang được người dân rất quan tâm. Một câu hỏi được đặt ra là khi nào thì chính thức bỏ hộ khẩu? Báo Thanh Niên đã lý giải câu hỏi này bằng bài viết bỏ sổ hộ khẩu ít nhất phải 2 năm nữa. Bài viết này trích dẫn ý kiến của Bộ Công an, Chính phủ đã chủ trương bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Nhưng việc này thì cần phải có lộ trình, dự kiến là đến năm 2019-2020. Bộ Công an sẽ phải thực hiện nhiều công việc để rút gọn các loại giấy tờ thủ tục hành chính. Trong đó có việc Bộ Công an phải bắt tay ngay vào sửa đổi hàng loạt luật, nghị định, thông tư có liên quan đến quản lý cư trú của dân cư, để khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành thì các văn bản pháp luật bắt đầu thực hiện phù hợp thời điểm. Và để triển khai thực hiện thì cần phải có một lộ trình, vì hiện nay các nội dung thông tin về công dân chưa được cập nhật hết vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên vẫn chưa thể bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu trong quản lý dân cư để quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Và tiếp theo, nhiều người dân Hà Nội vẫn phải ngày đêm lo sợ vì căn nhà tập thể của mình có thể sập bất cứ lúc nào, trong khi các cơ quan chức năng vẫn mãi tìm kiếm giải pháp khắc phục. Để đảm bảo các tay súng phiến quân không trà trộn vào dòng người trở lại Marawi, nhà chức trách Philippines phải lập các trạm kiểm tra để xác minh lý lịch của người dân. Hàn Quốc vào tiết trời thu khi trên khắp các ngả phố, núi rừng, màu vàng của ngân hạnh cùng đỏ của lá phong và sắc tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh. Thưa quý vị, Hà Nội là một trong số những thành phố có nhiều chung cư cũ nhất trên cả nước và hiện là có khoảng 165 chung cư thuộc nhóm C và D.
Trong đó thì 3 nhóm chung cư xếp nhóm D là nhóm cực kỳ nguy hiểm vì có nguy cơ sập đổ hoàn toàn. Tuy nhiên thì hiện nay công tác cải tạo những chung cư thuộc nhóm này hiện gặp rất nhiều khó khăn khi mà những chung cư được cải tạo trong nhóm này chưa đầy 10%. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm giải pháp khắc phục thì những người dân đang sinh sống tại những chung cư này vẫn ngày đêm phải sống trong lo lắng bởi căn nhà của mình có thể sập bất cứ lúc nào. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại chung cư A7 ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người sẽ phải rùng mình run sợ. Và đây chỉ là một trong số 3 chung cư đang xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội. Cái chân của cái chiếu nghỉ của cái cầu thang tầng 5 hiện tại là đang bị rời xa cái bức tường chịu lực có chỗ lên tới 7 cm. Cái thứ hai là tất cả những cái đầu dầm của cái đỡ bản thang của các cái cầu thang từ tầng 1 tầng 5 hiện nay đang bị rút ra và thấp ít nhất là cũng sẽ rơi vào tình trạng là ra sát cái mép tường chịu lực này. Sau nhiều năm gắn bó, một số hộ đã phải rời bỏ căn nhà của mình. Những người không có điều kiện chuyển đi vẫn đang ngày đêm nơm nớp sống trong sợ hãi. Thật sự mà trong lòng chúng tôi rất là lo. Ngày ngày lúc nào cũng chỉ lo thôi. Nhiều lúc chúng tôi cũng nói đùa, mà nói kiểu như là nói. Mà ví dụ chẳng hạn mà quá đi một tí, nhiều lúc chúng tôi hỏi bạn bè, nếu như chúng mày mà thấy Tân Mai mà động đất nhá, gọi điện mà thấy ỏi e không trả lời, chắc chúng mày mang hoa đến phung viếng là vừa. Nên là chúng tôi ở rất nguy hiểm. Các cháu mà đi về mà chẳng may không có ai ở nhà thì chúng tôi rất là sợ, vì các cháu nhỏ các cháu không thể biết là cái nguy hiểm nó như nào, nó rình rập mình đến mức độ như nào. Nên là chúng tôi rất mong là nhà nước thứ xem xét cho chúng tôi về cái cầu thang như này để giải quyết cho chúng tôi cái sự lo lắng của chúng tôi, rất là lo cho bọn trẻ con. Được xây dựng từ năm 1984 trên nền đất ao với phương pháp thi công bằng cách ghép các tấm lớn trong một thời gian ngắn, nên có thể hiểu vì sao chỉ sau vài chục năm đưa vào sử dụng, khu nhà đã không còn là nơi cư trú an toàn. Tôi sẽ có trách nhiệm là với sở xây dựng là trách nhiệm bố trí quỹ nhà tạm cư, sau đó là đưa cái quỹ nhà tạm cư đó cho chính quyền địa phương và tổ phối hợp chính quyền địa phương với người dân để di chuyển người dân ra khỏi cái nhà cấp độ D theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Phải sống trong cảnh này thì mới hiểu được nỗi hoang mang của những người dân nơi đây. Nhưng ngoài sự chờ đợi, họ cũng chẳng biết làm gì hơn là sống chung với sợ hãi. Tất nhiên là không chỉ khu nhà A7 phố Tân Mai, Hà Nội có khoảng hơn 1.000 nhà chung cư cao từ 4 đến 6 tầng và 10 khu thấp từ 1 đến 3 tầng. Phần lớn các chung cư này được xây dựng từ những năm 1980 đến 1990 trở về trước bằng nguồn vốn ngân sách và phân phối cho cán bộ công nhân viên. Mặc dù là các chung cư này đang xuống cấp và cần được cải tạo, tuy nhiên theo các chuyên gia thì dù thành phố Hà Nội đã có những chính sách cải tạo nhưng qua thực tế triển khai đã bộc lộ rất nhiều những vấn đề bất cập. Đó là lý do vì sao mà số lượng chung cư được cải tạo vẫn dừng lại ở con số rất khiêm tốn. Vì sao lại có tình trạng này và đâu là giải pháp hữu hiệu trong cải tạo chung cư trên địa bàn thủ đô? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai còn nhận ra đây chính là tòa nhà D2, khu tập thể Giảng Võ. Sau khi được xây mới, nó đã trở thành một tòa nhà khang trang cao tới vài chục tầng với vài ngàn hộ dân sinh sống. Do nằm ở vị trí đẹp nên nó được ưu tiên cải tạo trước. Chỉ một vài nơi là làm được một vài cái nhà thôi. Những cái nhà ấy không chắc đã phải là những nhà cần thiết phải cải tạo sớm nhất. Nhưng vì nó ở cái vị trí đẹp ở trong cái đô thị, cho nên là cải tạo nó đi thì lên cao tầng thì đem lại nhiều nguồn lợi. Phải có đo, vẽ và kiểm tra bằng cái hệ thống máy móc thiết bị để làm rõ được cái thực trạng ngôi nhà đó. 10 năm mà chúng ta chỉ làm được thế, có nghĩa là chúng ta đã mất đi một thời gian rất lớn mà chúng ta làm được quá ít công chuyện. Với hơn 1.000 chung cư và tập thể cũ phải cải tạo, tuy nhiên hiện nay, ngoài một số ít chung cư đã được xây mới, thì Hà Nội vẫn đang tiếp tục khảo sát đánh giá để đưa ra phương án. Lý giải cho sự chậm trễ này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, theo Nghị định 61 về nhà ở, thì chủ sở hữu phải tự có trách nhiệm cải tạo căn nhà của mình. Người dân sẽ phải tự tổ chức để mà sửa chữa, cải tạo những cái gì mà cần phải sửa chữa cải tạo theo kết quả quyết định mà chúng tôi phê duyệt. Đấy, bởi vì thì tất cả các chung cư cũ này đều bán theo 61, tức là bây giờ sở hữu là thuộc của người dân, thì người dân mà theo quy định pháp luật là người dân phải đóng góp tiền vào mà sửa chữa những cái phần sử dụng chung.
Theo các chuyên gia, để thoát khỏi cảnh sống trong những căn nhà sập sệ và mất an toàn, thì người dân cần chủ động chứ không chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng. Tại sao những người ở trong trụ sở của các cái đó lại không đứng ra vay ngân hàng để mà cải tạo cái nhà của mình? Bao nhiêu lợi ích làm ra được là mình hưởng, thế lại sao lại phải thông qua một cái ông kinh doanh bất động sản? Đấy. Cho nên chúng tôi đề xuất đó, là nhân dân trong các chung cư tổ chức thành hợp tác xã nhà ở, rồi được nhà nước bảo trợ, được chính quyền thành phố bảo trợ đi vay tiền ngân hàng để mà cải tạo cái nhà đó. Được sống an toàn và ổn định trong căn nhà của mình là mong muốn chính đáng của người dân. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự thay đổi của cơ chế chính sách từ các cơ quan chức năng, thì chẳng biết đến bao giờ những công dân tập thể của Hà Nội mới thoát khỏi cảnh sống nguy hiểm này. Ở phần tiếp theo của chương trình, như thường lệ, là thông tin về các sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11. Ngày hôm nay chính thức bắt đầu tuần lễ APEC 2017 tại Đà Nẵng với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Hội nghị cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra với gần 200 sự kiện lớn nhỏ, 8 hội nghị bộ trưởng, cấp bộ trưởng, tương đương bộ trưởng và đặc biệt nhất là hội nghị thượng đỉnh APEC. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang sẽ chủ trì và tham dự các sự kiện chính của tuần lễ cấp cao APEC 2017, gồm đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN trong ngày 10 tháng 11. Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, phu nhân, phu quân và tiệc chiêu đãi, biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào tối ngày 10 tháng 11 và hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 11 tháng 11. Theo thông tin từ tập đoàn FPT, chương trình đối thoại cùng Jack Ma sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia từ 17 giờ đến 18 giờ 30 ngày hôm nay. Trong sự kiện, tỷ phú Alibaba sẽ cùng giao lưu truyền cảm hứng cho hơn 3.000 sinh viên bằng những câu chuyện về quá trình lập nghiệp công nghệ. Sáng nay 6 tháng 11, Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam VETF 2017 sẽ diễn ra tại Hà Nội nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Đây là diễn đàn thường niên quy mô lớn nhất về thanh toán điện tử của Việt Nam. Sau 2 năm tổ chức, đến nay VETF tiếp tục là nơi hội tụ đại diện chính phủ, các bộ ngành, cơ quan quản lý, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, các hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ, thương mại điện tử, công nghệ thông tin. Ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi giao lưu có sự tham dự của trên 13 doanh nghiệp khu vực Incom của Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực đài massage, máy làm đá, đồ dùng phòng tắm, mỹ phẩm sơn móng tay, máy diệt khuẩn, bộ đồ ăn trẻ em, đèn LED, máy chiếu mini, đồ dùng nhà bếp, máy cắt sau. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi các vấn đề hai bên quan tâm và tìm kiếm cơ hội đối tác hợp tác lâu dài. Gần 2 tuần sau khi quân đội Philippines kết thúc chiến dịch chống phiến quân thân IS ở Marawi, người dân ở đây đã bắt đầu được trở về nhà. Để đảm bảo các tay súng phiến quân không trà trộn vào dòng người trở lại Marawi, nhà chức trách địa phương phải lập các trạm kiểm tra để xác minh lý lịch của người dân. Alia Dimaporo Mala là một trong những người đầu tiên trở về quê nhà. Cô cho biết không gì có thể tuyệt vời hơn khi được trở về nhà, dù mọi thứ không được thuận tiện. Rất an toàn và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống ở đây. Mặc dù Marawi vừa trải qua cuộc chiến ác liệt, nhưng chúng tôi không thể chuyển đến chỗ khác và ổn định cuộc sống được. Giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và các nhóm phiến quân có liên hệ với IS đã biến Marawi trở thành một bãi chiến trường hoang tàn. Khoảng 20% cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn. Và đây cũng là điểm xuất phát trở lại của hơn 400.000 người dân đã từng phải đi sơ tán. Công việc đầu tiên sau khi trở lại là sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp đường phố để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tôi có lẽ là một người vô cùng may mắn. Nhà tôi chỉ có bị vỡ cửa kính, bên trong nhà chỉ một số ít đồ đạc bị hư hỏng. Trong chuyến thị sát Marawi sau giải phóng, Tổng thống Philippines khẳng định đây không phải là lúc ăn mừng. Điều quan trọng bây giờ là chữa lành vết thương và tái thiết thành phố. Hiện giới chức Philippines cung cấp cho mỗi gia đình gạo và 5.000 peso, tương đương với 97 đô la Mỹ để tạm thời khắc phục khó khăn trước mắt. Bão Ema được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất trong hơn 100 năm qua ở Đại Tây Dương, với sức gió 260 km đã đổ bộ vào bờ biển phía bắc của Cuba, kéo dài từ phía đông thủ đô La Habana và đi dọc theo các điểm kinh doanh du lịch chính của nước này.
Vì thế mà rất nhiều khu nghỉ dưỡng ở Cuba đã bị tàn phá nặng nề sau cơn bão. Du lịch thì vốn là ngành trọng điểm của Cuba và hiện các nhà chức trách nước này đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch, lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế quốc đảo này. Mặc dù những hậu quả nặng nề của bão Irma vẫn được thấy rõ tại địa điểm du lịch, anh Dina Guro vẫn dành cả tuần này để nghỉ ngơi và thư giãn ở đây. Đến đây mọi người cảm thấy rất an toàn, tôi có thể nghỉ ngơi, đi bộ dọc khu nghỉ dưỡng. Hiện ngành du lịch Cuba đã sẵn sàng cho mùa cao điểm bắt đầu với tất cả nguồn lực để đảm bảo cho các tiêu chuẩn cần thiết phục vụ cho khách du lịch. Cuba có 366 khách sạn với tổng cộng 68.000 phòng, trong số đó 69,4% là khách sạn 4 sao và 5 sao. Giới chức Cuba dọn dẹp rất nhanh, chúng tôi tin rằng ngành du lịch ở Cuba sẽ phát triển. Du lịch được Cuba xem là ngành kinh tế mũi nhọn khi lượng du khách đến quốc đảo này tăng lên mỗi năm. Cuba cũng phát triển du lịch trên cơ sở chăm sóc và bảo vệ môi trường, với 5% các khoản đầu tư được dành cho các vấn đề về môi trường và 3/4 lượng chất thải khách sạn được dùng làm thức ăn cho gia súc. Năm 2016, Cuba đã đón 4,5 triệu lượt khách nước ngoài và dự kiến con số này sẽ là 4,7 triệu trong năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành du lịch nước này tiếp tục tăng trưởng bất chấp những thiệt hại do cơn bão Irma gây ra, với lượng du khách tới quốc đảo đạt 3,8 triệu lượt người kể từ đầu năm đến nay, đồng thời duy trì mục tiêu 4,7 triệu khách vào cuối năm 2017. Chẳng khác gì series truyền hình kinh dị The Walking Dead, hàng trăm xác sống đã tràn ra các tuyến phố ở thủ đô Mexico City của Mexico. Tuy nhiên, nếu biết được mục đích của những xác sống này thì có lẽ những người đi đường sẽ không còn khiếp sợ họ nữa. Bởi trên thực tế, họ là những người tham gia một lễ hội hóa trang để quyên góp cho 500 nạn nhân của trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Mexico vào hồi tháng 9 vừa qua. Mặc trên người những trang phục đáng sợ, nhóm người này tuyên bố rằng họ là những xác chết. Những xác chết này trước đó tập trung ở chân tượng đài cách mạng ở thủ đô Mexico City, trước khi diễu hành tới quảng trường Zócalo nổi tiếng của thành phố. Đây là lần thứ 10 sự kiện zombie hay lễ hội xác sống được tổ chức ở Mexico City. Tuy nhiên, sự kiện năm nay đặc biệt hơn một chút khi những người tham gia lễ hội kêu gọi cộng đồng quyên góp các vật dụng sinh hoạt dành cho các nạn nhân của trận động đất hồi tháng 9 vừa qua. Giá trị của xác sống là sự khoan dung. Một xác sống không bao giờ tấn công một xác sống khác. Xác sống có những quy tắc như thế. Vậy tại sao con người lại không bị nhiễm giá trị tuyệt vời này của họ chứ? Được biết, lễ hội xác sống lần đầu tiên được tổ chức ở Sacramento thuộc bang California của Mỹ vào năm 2001. Sau đó, sự kiện đã lan sang các thành phố lớn khác trên thế giới, như New York, Buenos Aires, Bogota, Singapore, Sao Paulo và Frankfurt. Cuộc chiến chống những kẻ khủng bố IS ở Syria thời gian qua đã giành được nhiều bước ngoặt. Dù vậy thì những kết quả tích cực trên chiến trường này vẫn chưa đủ để những người chạy trốn bom đạn ở Syria cảm thấy an tâm và trở về. Tha hương cầu thực trên đất khách, người tị nạn Syria gặp muôn vàn khó khăn và phải sống dựa vào các sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên thì lại có những người tị nạn Syria nhanh nhạy với thời cuộc và thành công ở nơi đất khách quê người. Những chiếc bánh vị cam, vị dừa tỏa hương ngào ngạt trong một cửa tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, nằm khiêm tốn ở miền Bắc Jordan. Chủ của tiệm bánh là Mazen Obedo. Anh chia sẻ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể sở hữu một cơ ngơi như ngày hôm nay sau khi rời bỏ nhà cửa ở Damas và trở thành một người tị nạn. Ở Damas tôi sở hữu một số tiệm bánh, nhưng khi chiến sự nổ ra tôi đã bỏ lại mọi thứ. Tới đây, tôi đã gặp nhiều người dễ bị tổn thương, là những người vợ của các chiến binh chết trận, là những đứa trẻ mồ côi. Thế là tôi nghĩ đến việc mở cửa một cửa hàng và dạy nghề cho họ. Và cửa tiệm bánh ngọt kiêm xưởng dạy nghề làm bánh của anh Obedo đã ra đời ở Erbit, miền Bắc thủ đô Jordan. Tới nay, cửa tiệm của Obedo không chỉ là nơi tạo công ăn việc làm cho nhiều người tị nạn Syria, mà còn là một điểm đến dành cho những người hoài niệm hương vị quê hương. Khi tôi muốn mua bánh truyền thống, tôi đến cửa hàng này, nơi đây nhắc tôi nhớ về Syria, về những ngày xưa cũ. Chúng tôi có cảm giác rằng mình đang sống ở Syria khi nhâm nhi những chiếc bánh này. Không chỉ vậy, giá cả lại rất phải chăng. Được biết, ở thủ đô của Jordan, hiện có khoảng 200.000 người tị nạn Syria tá túc.
Một nhà hàng châu Á tên là Inamo nằm ở thủ đô London của nước Anh mới đây đã cho phép khách hàng gọi bất kỳ món ăn hay là thức uống ngay trên bàn ăn chỉ bằng cách là chạm bàn phím ngay trên bàn ăn. Đây là ý tưởng độc đáo của chủ cửa hàng với hy vọng là khi đến với nhà hàng thì khách hàng sẽ nhìn thấy các món ăn ngay trên bàn ăn và chỉ cần sử dụng bàn phím touchpad để gọi món ăn. Chủ cửa hàng này, anh Noel Hunwick cho biết ý tưởng cho ra đời nhà hàng này cách đây vài năm trong khi đang đợi gọi món ăn tại một tiệm bánh pizza với những người bạn. Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng khi phải chờ đợi quá lâu người hầu bàn. Do vậy, chúng tôi đã nghĩ ra cách làm thế nào chỉ cần nhấn một nút và có thể nhận được món ăn ngay. Hunwick đã đưa ra ý tưởng là ở mỗi một cái bàn đều có hình ảnh của các món ăn. Khách hàng chỉ cần chọn món ăn ưa thích, ngay lập tức thực đơn với các biểu tượng thức ăn tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình ở mặt bàn. Nếu khách hàng muốn gọi món ăn, họ chỉ cần kích vào món ăn muốn chọn. Thông tin sẽ được gửi đến nhà bếp. Người phục vụ sẽ chúc mừng khách hàng trước khi ăn. Một điều thú vị nữa là trong khi khách hàng đang chờ đợi thức ăn, họ có thể chơi các trò chơi như tàu chiến hoặc có thể gọi một xe taxi hoặc xem duyệt bản đồ tàu điện ngầm tương tác. Hunwick hy vọng nếu giấy phép được chấp thuận cho các nhà hàng ở châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ, thì nhân viên phục vụ sẽ trở nên lỗi thời. Trong cuộc sống hiện đại hối hả, rất nhiều nghề truyền thống và các trang phục truyền thống đã biến mất. Và bộ trang phục quý phái một thời Babariga của đàn ông Nigeria cũng không phải là ngoại lệ. Trước nguy cơ này, thì một nghệ nhân ở Nigeria đang tìm cách để giữ chân người tiêu dùng đối với loại nghệ thuật may mặc đã tồn tại hàng trăm năm ở quốc gia Tây Phi này. Abdul Aziz, một nhà thiết kế dệt may đang may các sản phẩm theo đơn của khách hàng bằng loại vải được sản xuất theo lối truyền thống trong hơn một thế kỷ qua. Sản phẩm mà anh đang may là bộ Grand Bobo hay Babariga trong ngôn ngữ Hausa. Đây là một váy dài dành cho đàn ông rất phổ biến ở Tây Phi. Theo các sử gia, loại trang phục này có nguồn gốc từ văn hóa Ả Rập và xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 13. Loại vải để may Babariga thường là cốt tông hoặc lụa và được thêu tinh xảo. Một bộ trang phục Babariga hoàn chỉnh gồm quần, một chiếc áo dài tay. Trang phục này thường được đàn ông Tây Phi mặc trong các dịp trọng đại như cưới hỏi hay tế lễ. Để may một bộ Babariga, người thợ may phải mất tới một tháng. Tuy nhiên, bộ trang phục này đang có nguy cơ biến mất vì tính thời trang của nó. Để giới trẻ chấp nhận Babariga, Abdul Aziz đã biến tấu nó thành một loại trang phục phương Tây hơn và còn có cả loại dành cho phụ nữ. Và anh đã thành công. Tôi cho rằng phụ nữ đang bị mê hoặc bởi Babariga. Họ sẽ chính là nhân tố giúp lan tỏa loại trang phục này. Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi. Bởi thế, các nhà phân tích thị trường tin rằng nỗ lực khéo léo của Abdul Aziz sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuần lễ thời trang Xuân hè 2018 đang diễn ra ở Trung Quốc và thu hút sự quan tâm của rất nhiều tín đồ trong ngành thời trang. Ngoài ra, thì các xu hướng kết hợp phong cách truyền thống và hiện đại đã thu hút một lượng lớn người quan tâm. Sự kiện thường niên này thu hút khoảng 160 nhà thiết kế của các thương hiệu và 227 nhà thiết kế trong và ngoài nước đến tụ hội tại Beijing, Trung Quốc. Nhà thiết Giang Yi Chao đã giới thiệu bộ sưu tập của mình với chất liệu vải làm từ cỏ. Tôi luôn nghĩ rằng đã là nhà thiết kế thì cần phải cố gắng tập trung phát triển văn hóa Trung Quốc trên từng sản phẩm. Năm nay, rất nhiều các bộ sưu tập đã dựa trên văn hóa gốm của Trung Quốc hay kết hợp giữa những yếu tố nghệ thuật kịch của Trung Quốc. Ngoài ra, các nhà thiết kế còn bổ sung thêm các hoa văn, hài hình các loài động vật như chim, chó nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Hàn Quốc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch. Mùa thu là dịp mà lượng khách du lịch đến Hàn Quốc đổ về đông nhất trong năm. Trên khắp các ngả phố, núi rừng của xứ sở Kim Chi, màu vàng của ngân hạnh cùng đỏ của lá phong và sắc tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh. Nằm ở trung tâm thủ đô Seoul, núi Nam San là địa điểm lý tưởng để ngắm sắc lá mùa thu tuyệt đẹp. Từ đỉnh núi này, khách du lịch còn có thể leo lên ngọn tháp Nam San Seoul và nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Đây là điểm đến lãng mạn, thu hút khá nhiều đôi tình nhân. Hai bên con đường lên núi Nam San là sắc vàng của hàng cây ngân hạnh, xen lẫn sắc đỏ của lá phong, đôi khi còn điểm xuyến thêm màu xanh ngát của rừng cây thông. Tôi thường đến đây với con gái và cháu tôi, thật tuyệt vời để ngắm nhìn trời đất vào thu, mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu không đủ sức khỏe cho chuyến đi tản bộ leo núi, thì khách du lịch cũng có thể mua vé đi cáp treo, phóng tầm mắt, nhìn bao quát khung cảnh núi rừng từ trên cao.
Năm nay tôi quyết định chọn Hàn Quốc để đi du lịch vì tôi được các bạn tôi cho biết mùa thu ở Hàn Quốc rất đẹp và tuyệt vời. Mùa thu là thời điểm khách du lịch đổ đến Hàn Quốc nhiều nhất. Bởi vào mùa xuân, Hàn Quốc thường gặp các cơn bão bụi vàng từ sa mạc Gobi ở Bắc Trung Quốc và biên giới Mông Cổ tràn sang, gây bất lợi đến sức khỏe và việc chuẩn bị chuyến đi của du khách. Trong khi đó, mùa hè lại hay có mưa lớn và bão. Mùa đông lãng mạn, nhưng tiết trời sẽ rất lạnh giá. Chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.